Theo phong tục Việt Nam, Tết là dịp đặc biệt quan trọng để gia đình đoàn tụ họp mặt, thăm hỏi sức khỏe và chúc nhau những gì tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Đây cũng chính là ngày lễ trọng đại nhất trong năm của người Việt. Người miền Bắc thường dùng mâm cỗ để nói đến mâm cơm dành cho những dịp trọng đại. Đó là một bữa ăn có nhiều món ngon, món đặc biệt mà ngày thường không có. Mâm cơm để cúng ông bà tổ tiên chủ yếu là trái cây, hoa quả có mặt thường xuyên trên bàn thờ. Còn lại là những món ăn chọn lọc trong những dịp trọng đại như giao thừa và 30 Tết. Trong những ngày đầu năm, gia đình có dịp tụ họp đông đủ, con cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ. Người lớn tuổi thì mừng tuổi con cháu. Trong dịp này, bữa cơm đầu năm thường rất thịnh soạn với nhiều món ngon được chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Nếu như cái mâm cỗ cúng giao thừa thì để đón cái vị đương niên ảnh khiển thì cái mâm cơm, mâm cỗ cúng vào mùng 1 Tết là để mà dâng lên tổ tiên. Và trong cái tâm thức của người Việt thì tổ tiên là một cái gì rất linh thiêng, rất là sâu thẳm, khó có thể mà lấy cái gì so sánh được. Cho nên là bằng cái mâm lễ, mâm Tết, mâm cỗ cúng thì người Việt thể hiện cái tấm lòng của mình với tổ tiên. Cái nổi bật lên ấy thì chính là nhân dịp năm mới thì gia đình nào cũng cầu mong được một cái từ năm cũ chuyển sang năm mới thì mình gặp được nhiều may mắn. Đó ạ, và cái cầu mong quan trọng nhất là sức khỏe này, rồi thì làm ăn gọi là phát đạt này, rồi thì gia đình hạnh phúc và con cái gọi là học hành rồi thì công tác tiến tới. Ở mỗi địa phương và mỗi gia đình, mâm cỗ ngày Tết cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong mâm cỗ Tết của người Việt không thể không có thịt gà luộc. Trên mâm cỗ cúng trong mỗi dịp dỗ chạp, lễ Tết của người Việt, thịt gà luộc là một trong các món ngon. Nhiều gia đình ở quê nuôi gà, vỗ béo cả năm để đến dịp Tết có gà ngon cho cả nhà. Ở thành phố không thể nuôi gà, các bà nội trợ cũng phải cố gắng tìm mọi cách mua hay đặt những con gà ngon nhất cho dịp Tết. Thịt gà luộc là một trong các món ăn ngày Tết đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn, gắn liền với quan niệm và mong ước của người Việt khi Tết đến xuân về. Con gà sống là nó báo hiệu cho ánh sáng, cái sinh khí. Mà ngày mùng 1 Tết là cái ngày đầu tiên thì phải thể hiện được cái con gà bằng con gà sống hoa đó. Theo chân cô Lâm, một người phụ nữ Hà Thành, tôi cùng đi chợ Tết. Chọn gà không đơn giản như trong suy nghĩ của tôi.
gà để thường để chọn để cúng Tết là gà như thế nào ạ? Ví dụ như lông thì phải mượt, chân của nó thì nó không xù xì, ví dụ màu thì đỏ, mắt thì vàng, mắt thì nó sáng. Thế để đầu năm ấy thì bao giờ mình muốn lấy cái sự may mắn khỏe mạnh mà thì mình chọn cái con gà như thế. Cháu thấy đây là người phụ nữ thường hay mua rất nhiều gà trước Tết, vì sao lại phải mua nhiều gà trước Tết như vậy ạ? Bao giờ cũng thế mà, tại vì mùng 1 thì bao giờ cũng tránh sát sinh mà. Thế cho nên là hôm 30 là cứ mua thì mua liền mấy con đấy. Thế xong rồi giết, xong rồi để vào tủ lạnh, xong rồi trong cái ngày đầu năm thì mình không sát sinh thì mình cứ mang ra mình dùng dần thôi. Việc chọn gà đã khó, việc chế biến gà sao cho khéo còn khó hơn. Đối với một người trẻ như tôi thì ngay cả việc luộc gà cũng cần phải học. Vừa rồi cháu và cô đã đi ra ngoài chợ để chọn được con gà rất là kỳ công. Và bây giờ cháu thấy là sau khi chế biến xong thì con gà được buộc rất là khéo léo. Vậy cô có thể chia sẻ cho cháu biết là cô buộc các con gà như thế nào ạ? Con gà mà mình chọn là mình buộc thì hai cái cánh tiên này này. Một, thứ hai là cái màu là phải đỏ này. Trong con gà buộc hai cái chân nó phải ra như thế này. Khi mà luộc thì phải tất cả cái lòng mề của nó phải luộc tất. Trong con gà mà buộc cánh tiên như này trông nó rất là khỏe. Mà người ta nói lên cái sự dũng mãnh của cái đầu năm mình thắp hương. Thưa cô, theo như cháu được biết thì trong bất cứ gia đình người Việt Nam nào thì người phụ nữ luôn là người khéo léo nhất. Và việc cúng gà cho ngày 30 Tết cũng là do người phụ nữ đảm nhận. Vậy cô học việc làm con gà để cúng này là từ ai ạ? Và từ bao giờ ạ? Cái này thì là các cụ dạy, nhất là mẹ cô ấy. Ngày trước là cụ dạy từng tí một đi, khi mà luộc con gà cúng trong những ngày tuần rằm hay là trong nhất là ngày 30 Tết là phải buộc để hai cái cánh tiên nó xòe ra thì nó chứng tỏ cái sự khỏe mạnh của cái năm mới. Cô buộc thì cái phải từ ngày mẹ cô còn sống, tức là mười mấy năm nay rồi. Trước thì toàn các cụ làm, sau khi các cụ mất thì cô phải làm những cái việc này. Theo như cháu thấy ở đây thì con gà được buộc cánh tiên rất là đẹp. Ngoài ra thì nước da của nó rất là trắng, bóng và sáng. Vậy thì sau khi vặt lông thì chúng ta phải làm như thế nào để có cái nước da trắng sáng như thế này ạ? Sau khi vặt lông rồi thì mình phải sát muối. Mình muốn sạch nữa thì mình sát tí cái quả chanh hay là cái quả quất ấy cho nó sạch. Thế đến khi mà luộc xong rồi thì mình phải rửa lại bằng cái nước lã nhưng mà đun sôi ấy. Thì cái con gà nó sáng lắm. Cô có thể chia sẻ cho cháu được biết bí quyết luộc gà được không ạ? Mình luộc thì từ nước lã, mà ở đây thì cô luộc toàn bằng nước mưa thôi. Thì con gà nó rất sáng. Thế khi mà luộc rồi, nó sôi rồi một cái thì mình đun rất nhỏ lửa. Thì cái con gà này nó chín âm, nó rất là mềm. Mà cái nước lại rất trong. Kinh nghiệm thôi, tức là cứ đun sôi độ khoảng 15 phút thì bắt đầu đun nhỏ lửa. Nhỏ lửa thì nước nó vừa trong mà con gà nó chín âm rất là ngon, da nó vừa vặn. Khi giết gà, người nội trợ nên dùng dao sắc cắt một nhát. Không cắt quá sâu đứt cả cổ gà. Da ít tiết sẽ bị thâm đen. Sắt muối cho hết mùi hôi. Để gà luộc có hình dáng đẹp, ta dùng lạt mềm để buộc gà. Thời tiết hành khô, lạt dễ bị cứng và sắc. Vì thế trước khi buộc gà, bạn nên ngâm lạt trong nước ấm. Dùng lạt buộc cổ giữa hai cánh gà, định hình như gà còn sống, cổ vươn cao. Hai cánh xòe như hai cánh tiên, đôi chân cài vào trong bụng cho gọn. Khi luộc gà, phải chọn nồi sâu lòng, cho vào nồi nước lượng đủ ngập gà, đặt lên bếp nóng khoảng 50 độ C, để hạn chế nước trong thịt gà không bị tiết ra, giữ độ ngọt của thịt gà. Lưu ý đặt gà nằm sấp khi chín mới đẹp.
đậy vung đun lửa vừa. Khi bắt đầu sôi, hạ nhiệt độ, nước sôi lăn tăn, cho tiết lòng vào luộc. Khi gà nổi lên, nước có nhiều váng béo nên hất bọt để nước luộc gà trong, giúp gà luộc xong da sẽ có màu vàng bóng, đẹp mắt. Dùng tăm xiên thử vào đùi gà, thấy nước tiết ra không đỏ thì là gà đã chín. Vớt ra, nhúng gà vào nước đun sôi để nguội, rửa sạch da gà để ráo nước. Xoa một chút mỡ gà tạo da gà béo vàng mọng và khi để lâu da không bị co nhăn. Khi cúng thì nên để nguyên cả con gà trống vừa đẹp mắt vừa nghiêm cân. Với gà mái, nếu chặt miếng, phải để gà nguội thịt mới chặt để miếng thịt gà gọn mắt. Với người Việt, gà trống như cầu nối giữa thế giới con người với thế giới thần linh, là con vật được chọn để dâng cúng thần linh tổ tiên mỗi dịp lễ Tết. Người Việt quan niệm có được con gà cúng như ý sẽ yên tâm đón một năm mới tốt đẹp. Với mâm cúng giao thừa nên đặt đầu gà quay ra đường để đón ngày tân niên hành khiển đi qua. Theo quan niệm dân gian thì mỗi năm thiên đình lại thay toàn bộ quan quân trông nom việc hạ giới. Con gà như biểu tượng văn hóa, đi liền với tín ngưỡng tôn sùng mặt trời của nghề nông, dần thành phong tục của mọi gia đình Việt Nam khi Tết đến, xuân về. Trong mâm cỗ Tết cổ truyền của người Việt, thường có đĩa xôi gấc đỏ, cùng với đó là con gà trống được luộc khéo, ngậm bông hoa hồng đỏ, với mong muốn một năm được sung túc, đủ đầy và nhiều may mắn. Hôm nay, nhờ cô Lâm mà tôi đã học được cách luộc gà sao cho khéo léo để có thể dâng lên ông bà tổ tiên. Thay mặt những người làm chương trình Ngon và Lành trong suốt một năm qua, hy vọng quý vị và các bạn một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.